tiệm vàng ở hà nội tấp nập khách trước ngày vía thần tài Hôm nay ngày 18 tháng 2, mùng 9 âm lịch, trước ngày vía thần tài mùng 10 âm lịch, nhiều cửa hàng vàng ở Hà Nội đã tấp nập khách mua vàng với quan niệm cầu may mắn cho năm mới giáp thìn năm 2024. Theo như ghi nhận tại cửa hàng vàng trên đường cầu giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, do lượng khách hàng đến mua vàng ngày cuối tuần khá đông nên phải xếp hàng chờ tới lượt. Cảnh chen chân xếp hàng mua vàng bắt đầu từ ngày mùng 6 Tết, thời điểm kết thúc kỳ nghỉ Tết nguyên đán giáp thìn đến nay cũng như những ngày trước đó sản phẩm nhẫn tròn trơn loại một chỉ được nhiều khách hàng lựa chọn mua ngày đầu năm mới với lượng khách lớn, khách có nhu cầu mua cửa hàng vàng chỉ bán số lượng hạn chế cho mỗi người để nhận vàng ngay. Những người mua vàng số lượng lớn được hẹn đến nhận vàng sau ngày vía thần tài. Bên cạnh đó, các sản phẩm vàng trang sức vàng được chế tác hình linh vật rồng cũng được ưa chuộng năm nay.